Bí Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019. Đến với bản tin hoạt trận đốn gồm có tin phân tích và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bí Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quý. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình bản tin phân tích ngày hôm nay Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc anh Nguyễn Phú Quý để phân tích về kết quả bầu cử tại tiểu bang Virginia Cũng như một số tiểu bang như Kentucky Và cái ảnh hưởng nó như thế nào đối với lại bầu cử năm 2020 Và ảnh hưởng nó như thế nào với những chính sách mới tại tiểu bang Virginia Nếu bà đảng, đảng Dân Chủ nắm từ Governor, Thượng viện, Hạ viện của tiểu bang Virginia và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết, xin kính chào anh Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SBTN. Khi mà chúng ta nói um, tiểu bang Virginia kết quả bầu cử nghiêng hẳn về um, của tất cả những người dân chủ, thì anh ghi nhận nó như thế nào vậy, thưa quý? Thưa Nhân, thưa quý khán giả, thì uh, uh, cái kết quả bầu cử vừa rồi hôm qua của tiểu bang Virginia đó là đảng Dân Chủ uh, là thắng lớn. Thì trong 26 năm vừa rồi đó thì đảng Cộng Hòa nắm hai bên à, thượng viện hạ viện của tiểu bang và ông thống đốc thì à, kết quả sáng nay đó là ông thống đốc là người dân chủ mà đại đa số của đảng à, cộng hòa của đảng dân chủ đó thì nắm cả hạ viện vẫn thượng viện của à, của tiểu bang Virginia thì như vậy là trong những ngày tháng sắp tới sẽ có những cái thay đổi lớn à, những cái thay đổi lớn là những cái những cái vấn đề nó sẽ bầu à, ra đó là Mấy năm nay nó bị kẹt trong cái hạ viện với thượng viện của tiểu bang là cái vấn đề mà uh, phá thai abortion. Uh, cái vấn đề thứ hai là uh, súng ống, nó phải kiềm chế lại súng ống nó phải hạn hạn chế bớt cái vấn đề súng ống của người dân. Uh, cái thứ ba nữa đó là vấn đề y tế về vấn đề Medicare cho những người uh, công dân uh, Mỹ mà già mà uh, bây giờ phần đông cũng là dân uh, immigrants, dân di dân nhiều hơn cái thứ tư đó là cái vấn đề di dân nó cũng chưa có hẳn ngã biết ngã ngủ về đâu hết nhưng mà tại vì tiểu bang Virginia nó có rất đông những cái ứng cử viên người gốc thiểu số mà cái người mà lần đầu tiên trong cái cái hạ viện thượng viện của tiểu bang Virginia có một người hồi giáo thắng là cái bà ở dưới Richmond. Và khi mà chúng ta nói gần control đó là một những cái mà chìa khóa của bên đảng cộng hòa với đảng dân chủ đang tìm cách để mà thay đổi một số chính sách của nó về vấn đề sử dụng súng ống cũng giống như làm chủ một cái cây súng như vậy đó thì tại vì sao ví dụ mà Virginia Tech rồi sao ví dụ mà ở ở, ở Virginia beach thì những cái vụ đó cái, cái luật của tiểu bang Virginia nó không thay đổi lắm thì đây có nghĩa có nghĩa là sau cuộc kết quả của bầu cử của ngày năm thì tháng 11 vừa rồi có thể là đưa đến những cái thay đổi lớn theo anh Quý nhận định nó như thế nào? Thưa nhân, kêu, kêu, quý khán giả, cái vấn đề mà luật của liên bang đó nó cho phép người ta làm chủ khẩu súng cái đó thì tiểu bang không có cách gì mà lấy lại được hết. Chỉ có cách mà hạn chế bớt đó là nó làm background check thì nó coi cái người mà đang à, muốn mua súng đó có qualify, có, có được quyền làm chủ, không? sở hữu chủ cái cây súng hay là không. Là tại vì có nhiều người ta không có được Uh, về vấn đề tinh thần người ta cũng không có khỏe lắm thì có thể là cái mà người ta đẩy xa nhất á, là cái cái control bằng cách là applications có nghĩa là phải khi mà apply đi mua uh, súng đó thì nó có thể nó bác bỏ rồi nó làm background check nó kỹ hơn chứ vấn đề mà lấy súng của công dân Mỹ thì chưa có thể uh, thi, thi hành được là tại vì cái đó là cái luật của liên bang nó cho phép người ta có quyền làm chủ uh, của khẩu súng và cái luật về phá thai ở tại tiểu bang Virginia, nha giống như quý vị biết là vừa năm vừa rồi đó khi mà cái luật phá thai được đưa ra đó thì có rất là nhiều cái người ta gọi là controversy có nghĩa là những cái vấn đề mà nó đưa đến vi phạm về vấn đề như, uh, gọi là lương tâm hoặc là vấn đề phá thai vào những ngày cuối cùng thì rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng tới cái vấn đề đạo đức thì anh nghĩ là đây là lúc mà rất là thuận lợi để cho đảng dân chủ có thể thông qua được một số dự luật về vấn đề phá thai. Dạ thưa quý khán giả thưa nhân cái vấn đề phá thai nó rất là có nhiều uh, vấn đề mâu thuẫn với nhau. Cái thứ nhất là về tôn giáo thì những người mà thiên chúa giáo đó người ta cũng chưa có chấp nhận cái vấn đề phá thai là cái vấn đề đúng tại vì cái bào thai vẫn là một cái cái sự sống của một cái bào cái hài nhi. À, cái thứ hai đó đó cái quyền của phụ nữ với là cái cái người con cái cái người của mình đó thì có thể là cái đó là cái mà nhiều người không có phản đối được nhưng mà tại vì đàn ông thì không có thai thì nó không có hiểu được cái đó Thành ra hai cái vấn đề nó vẫn còn mâu thuẫn với nhau là vấn đề tôn giáo với vấn đề quyền lợi của cái người phụ nữ đối Cho với cái quyền bác. của người phụ nữ đối dạ. với cái bào thai trong cái người của mình dạ. do Thế đó là... thì cái vấn đề mà phá thai đó thì luật liên bang đã cho phá thai rồi nhưng mà có nhiều cái tiểu bang nó chưa có nhiều cái thành phố nhỏ nó chưa có cho những cái clinic để mà giấy giấy thông hành để mà làm việc về vấn đề phá thai và kính thưa vị khi mà chúng ta nói tới kết quả bầu cử của tối ngày thứ ba vừa rồi đó ngày hôm qua đó thì chúng tôi cũng ghi nhận ở tại tiểu bang Kentucky cũng có một cái cuộc vận động tranh cử cho tái tranh cử cho một cái người thống đốc của tiểu bang Kentucky và cái kết quả cho tới ngày sáng ngày hôm nay vào lúc này mà chúng ta đang có cái bản tin thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng cái số phiếu mà của người đảng Cộng hòa đó à, vẫn còn dưới khoảng 5.000 ngàn, 6.000 ngàn gì đó cần phải được đếm thật là kỹ. Dạ. Do đó nên mà đó là thành trì của đảng Cộng hòa, do đó nên kỳ này Kentucky mà cái người governor là đảng dân chủ thì anh quý ghi nhận như thế nào? Thưa quý khán giả, thưa nhân cái ông mà thống đốc của tiểu bang đó ông là thuộc về vấn đề hành pháp. Thì những cái uh, 4 năm nay thì cái ông Bevin và cái ông thống đốc của tiểu bang đó là người Cộng hòa thì uh, ổng được ông Trump ủng hộ hết mình thì cách đây mấy ngày ông Trump cũng xuống cái tiểu bang Kentucky Tối để vận động yeah. để vận động cho ông Bevin. Nhưng mà cái vấn đề của ông Bevin không phải là vấn đề mà Cộng hòa dân chủ không, tại ông Bevin cá nhân của ông có nhiều mâu thuẫn với những đảng viên đảng Cộng hòa trong cái tiểu bang Kentucky yeah. Yeah. Thật ra ông cũng không có được đồng nhất lắm. Nhưng mà cái số phiếu chỉ có năm ngàn khác biệt cho tới sáng hôm nay 6 giờ sáng thì ông chưa có chịu thua ông vẫn còn đang tranh đấu để mà có thể là đếm lại những cái lá phiếu đó nhưng mà bây giờ ông chưa có quyết định thành ra cũng trong một vài ngày nữa mình sẽ hiểu là ông có đầu hàng hay là không và kính thưa vị khi mà chúng ta nói cuộc bầu cử của năm 2019 ở tại tiểu bang Virginia nó có ảnh hưởng hay không với ảnh hưởng với lại cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ khi mà bầu cử tổng thống năm 2020. Thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng là có rất là nhiều người cho rằng là hiện nay tiểu bang Virginia đã là tiểu bang của đảng Dân Chủ rồi. Yeah. Do nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử sắp tới của tổng thống Trump với lại một những ứng cử viên của đảng Dân Chủ. À, thưa quý khán giả, thưa nhân, khi mà đảng Dân Chủ nắm hết quyền trong lập pháp và hành pháp đó thì... Người ta sẽ xúc tiến một cái mà người ta cần làm trước nhất đó là vẽ lại cái bản đồ của những cái người cử tri, redistrict lại. Là... Nó gọi là the redistrict congressional district đó. Yeah. Thì uh, mấy năm trước nó không có lợi cho Đảng dân chủ. Uh, nhưng mà năm nay nó sẽ vẽ lại thì nó sẽ làm bớt ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa cho những cái cái địa hạt mà nó cần cái cái lá phiếu của người dân chủ hơn thì cái đó là cái, cái nó sẽ xúc tiến trước để mà chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Chỉ còn có 12 tháng nữa thôi à cái vấn đề là vấn đề chính thì cũng nên nhắc thêm đó là cái vấn đề giáo dục. Cái ngân sách giáo dục của tiểu bang à, Virginia rất là lớn cả 2 tỷ bạc. Thì cái đó là một cái cái lợi của à, Đảng dân chủ là tại vì khi mà vẽ lại cái cái ngân sách của Đảng dân chủ để cho nó nó dạy con em chúng ta trong trường đó thì có thể nó hơi thiên về phía dân chủ hơn thì cái đó là cái cái vấn đề, vấn đề giáo dục. Rồi vấn đề di dân nó cũng là một cái vấn đề chính để mà chuẩn bị cho năm 2020 Tại vì nó muốn tận dụng những lá phiếu của những người uh, di dân mới qua mới mà được thành uh, US citizen Thì nó cần phải những cái lá phiếu người này để đi bầu để mà ủng hộ đại dân chủ Thì nó sẽ là một cái lợi thế để cho những người mà di dân mới chấp nhận là người dân chủ là cái người có công với lại uh, những cái người dân biểu cử tri mới này Thì cái năm nay năm 2019 mà khi mà ứng cử viên người di dân rất là đông, thành ra nó sẽ có một cái tiến triển mới nhưng mà cũng nhắc lại đó tại vì tiểu bang Virginia thì cái tỷ lệ dân di dân dân di dân xong so với là dân Mỹ mà người Mỹ trắng đó thì nó, nó bắt đầu nó đi lên nhưng mà những những tiểu bang khác chưa chắc nó đã có một cái tỷ lệ giống nhau như vậy. Xin yeah. cảm ơn quý. Là yeah, cảm ơn nhân kính thưa quý vị chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú ý đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.